ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy. Đảng bộ tỉnh Lào Cai, từ ban thường vụ, ban chấp hành đến mỗi đảng viên đều nỗ lực giữ vững truyền thống đoàn kết, phát huy dân chủ, tạo nên sức mạnh của Lào Cai trong thời kỳ mới. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, tập trung cho cơ sở là những chủ trương được thực hiện ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ 2015-2020. Các chủ trương định hướng, mục tiêu phát triển của Đảng bộ tỉnh đã đến được từng người dân, phản ánh ý nguyện của dân là cội nguồn sức mạnh, làm nên những thành tựu đáng tự hào trong nhiệm kỳ qua, vun đắp niềm tin của các dân tộc Lào Cai đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Đây là hình ảnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc huyện Văn Bàn. Tại đây, rất nhiều vấn đề, từ băn khoăn đến cả những ý kiến trái chiều đều được nhân dân phản ánh tới các đồng chí lãnh đạo cao nhất của tỉnh. Đối thoại trực tiếp là một phương cách đổi mới trong lãnh đạo theo phương châm tập trung cho cơ sở của Tỉnh ủy Lào Cai trong cả nhiệm kỳ. Trong mỗi cuộc đối thoại tiếp xúc cử tri, những chuyến công tác kiểm tra tại cơ sở, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các thành viên ban thường vụ, lãnh đạo các sở, ngành luôn thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của người dân. Bởi hơn ai hết, những người đứng đầu hiểu rằng chỉ có sâu sát, nắm chắc cơ sở, tập hợp được thông tin hai chiều, phản hồi từ đảng viên và người dân mới có thể giúp cho tỉnh ủy đề ra những chủ trương đúng, chỉ đạo phù hợp, mang lại hiệu quả cao. Đây là sự đổi mới rất quan trọng của đảng. Để đảng nắm được tâm tư nguyện vọng dân, đề ra chủ trương chính sách đúng đắn phục vụ nhân dân. Và mặt khác, tiếp xúc trực tiếp với dân để đảng tiếp thu ý kiến xây dựng đảng của nhân dân, đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên trực tiếp đối thoại với nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, cấp cao của tỉnh mà xuống tiếp xúc với lại nhân dân, với lại các đồng chí lãnh đạo ở các cái cơ sở như thế này là một cái việc làm tôi cho là rất là tốt. Và đối với lại ở dưới cơ sở, nhân dân cũng như là chúng tôi là những người là cán bộ ở khu dân cư thì cũng mong muốn rằng là cái việc tiếp xúc như thế này cần tiếp tục được thường xuyên để cho nhân dân thêm cái tin tưởng với sự lãnh đạo. Tinh thần đổi mới phương pháp lãnh đạo từ các đồng chí lãnh đạo cao nhất đã lan tỏa tới từng chi ủy, chi bộ và mỗi đảng viên, đã tạo nên sự thống nhất, hữu cơ giữa ý chí của đảng bộ và lòng mong mỏi của người dân, là sức mạnh nội lực để tạo lập thành công. Ly Giá Sơ, một phụ nữ Hà Nhì ở thôn Chuẩn Thèn, xã Y Tý, vinh dự có tên trong tổng số hơn 1.500 đảng viên mới kết nạp của Đảng bộ huyện Bát Sát nhiệm kỳ 2015-2020. Trẻ, năng động, được đào tạo bài bản, Ly Giá Sơ ý thức được trách nhiệm lớn lao của mình trước đảng, trước bà con. Ly Giá Sơ đã cùng chi ủy và chi bộ Chuẩn Thèn vạch ra những hướng làm ăn mới, cùng các đảng viên khác gương mẫu làm trước để bà con noi theo, từng bước mang đến cho đồng bào Hà Nhì nơi đây cuộc sống khá giả hơn. Tôi là mạnh dạn đứng lên để làm homestay tại hộ gia đình của mình, để cho bà con ở thôn bản cũng như là ở trên địa bàn xã noi theo, trực tiếp tham dự các cuộc họp của bà con như giờ ở trong thôn. Tại các buổi họp đó chúng tôi là thường xuyên tuyên truyền vận động và đề ra những cái biện pháp giữ vệ sinh trong thôn bản. Tại xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai, để nghị quyết vào cuộc sống, Đảng ủy xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên cùng gia đình mình và hỗ trợ các gia đình lân cận xây dựng mô hình phát triển kinh tế phù hợp. Đảng viên Vi Văn Vinh, thôn Kiếp Tước 1, là người đầu tiên tại địa phương áp dụng mô hình nuôi nhốt gia súc thay cho việc nuôi thả rông theo tập quán cũ, vừa tiết kiệm nhân công, bảo vệ môi trường, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các mô hình làm ăn sáng tạo khác trong xã như nuôi dế, trồng mang tây, du lịch cộng đồng đều do các đảng viên khởi xướng đi đầu. Hiện nay chúng tôi đang tuyên truyền xây dựng các mô hình như mô hình nuôi gà bán thâm canh, cũng có hộ nuôi đầu tư nuôi hàng ngàn con, rồi nuôi vịt
đang xây dựng thương hiệu vịt Kiếp Tước, là vịt cổ xanh đấy, vịt Kiếp Tước. Chúng tôi đang xây dựng thương hiệu sẽ đăng ký với thành phố là sản phẩm, mỗi xã một sản phẩm, trong đó có cái thương hiệu vịt Kiếp Tước. Thế rồi chúng tôi tập trung vận động đang xây dựng các mô hình nuôi trâu bò nhốt, rồi chúng tôi đưa các cây ăn quả giống mới vào. Cách làm của chi bộ Chuẩn Thèn hay đảng bộ xã Hợp Thành là minh chứng cho quyết tâm đổi mới tại hầu hết các cấp ủy cơ sở của tỉnh Lào Cai, giúp cho các chủ trương, chính sách được triển khai và kiểm nghiệm nhanh chóng trong thực tế, phát hiện kịp thời những tiềm năng và nhân tố mới để phát huy, cũng như những bất cập, hạn chế, không phù hợp để khắc phục và điều chỉnh. Về cái xây dựng tổ chức đảng thì đã tập trung vào để củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các cái tổ chức đảng, nhất là ở cái cơ sở, nhất là ở các cái nơi còn yếu kém, vùng sâu, vùng xa, biên giới, thế và những nơi mà còn số lượng đảng viên ít. Trung bình mỗi năm, Đảng bộ tỉnh Lào Cai kết nạp mới trên 2.600 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, giảm 231 đơn vị đầu mối cấp tỉnh, cấp huyện, xã và thôn bản, giảm trên 2.000 cán bộ, công chức, viên chức. Giảm 1 đảng bộ trên cơ sở, 66 chi đảng bộ cơ sở, 2 đảng bộ bộ phận, trên 500 chi đảng bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Nâng số chi bộ thôn bản có chi ủy từ 28% năm 2015 lên gần 81% năm 2020. 100% chức danh chủ chốt đảng bộ trực thuộc có trình độ đại học, đào tạo, bồi dưỡng cho gần 16.400 lượt cán bộ. Những kết quả nổi bật trong thực hiện đề án 16 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 cho thấy, việc đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo đã tạo nên sức mạnh của tổ chức đảng các cấp, khơi dậy tinh thần tiền phong gương mẫu của gần 49.000 đảng viên trong tỉnh, tiếp tục củng cố niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân, là nền tảng sức mạnh để Lào Cai hoàn thành vượt mức cả 25 mục tiêu tổng quát của cả nhiệm kỳ. Để tạo sự đồng thuận thống nhất về nhận thức và hành động, tỉnh ủy Lào Cai xác định công tác tuyên truyền vận động đi trước một bước và phải có sự đổi mới mạnh mẽ về cách thức triển khai trong cả hệ thống chính trị. Đáp ứng yêu cầu này, đề án số 17 về tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 đã được ban hành. Ban tuyên giáo tỉnh ủy được giao tham mưu phối hợp chỉ đạo triển khai bằng nhiều giải pháp phù hợp. Trong 5 năm qua, tỉnh ủy đã tổ chức 15 hội nghị. Các huyện, ngành, đơn vị đã tổ chức được trên 2.000 hội nghị quán triệt nghị quyết, thu hút 135.000 lượt cán bộ đảng viên tham gia. Nhiều hình thức mới trong việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết đã được tiến hành, như tập trung toàn tỉnh quán triệt nghị quyết thông qua truyền hình trực tiếp, để không chỉ đảng viên mà người dân cũng được tham gia học tập tiếp thu. Đặc biệt, để tạo sức lan tỏa trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tỉnh ủy đã ban hành quy định số 28 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn thực hiện chỉ thị 05 với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng. Các cấp bộ đảng đều đưa quy định này vào nội dung sinh hoạt đảng và có kiểm điểm đánh giá định kỳ. Cư Khái Nủ, một đảng viên trẻ, còn rất trẻ, nhưng hiện đang đảm nhiệm vai trò bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ tuyên vận thôn Nàn Tiểu Hồ, xã Tung Trung Phố, huyện Mường Khương. Với một địa bàn 100% đồng bào dân tộc Mông, Cư Khái Nủ không những là hạt nhân quy tụ được sự đoàn kết mà còn làm tốt vai trò dẫn dắt đối với chi bộ và bà con trong thôn. Nàn Tiểu Hồ có 58 hộ dân, đời sống của bà con dù còn một số khó khăn, tuy nhiên sự khởi sắc ban đầu là điều mọi người dân trong thôn đều cảm nhận được. Vận động bà con để đóng góp các khoản nông thôn mới để xây dựng đường bê tông, đường làng ngõ xóm cho xanh sạch. Mà mình là một người của đảng thì mình phải gương mẫu, mình phải làm trước mà hướng dẫn bà con để vươn lên thoát nghèo. Ví dụ như chăn nuôi lợn đen với lại đi thay đổi cơ cấu cây trồng trong vòng mấy năm nay thì cũng
nhiều hộ cũng từ hộ nghèo lên cận nghèo, mà những hộ cận nghèo thì đã lên hộ không nghèo. Cử Khái Nủ chỉ là một trong hàng vạn đảng viên ở cơ sở, thông qua công việc bình dị hàng ngày đã thực hiện thành công biện pháp tuyên truyền hữu hiệu nhất là đi trước nêu gương, nói đi đôi với làm để vận động cảm hóa người dân. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã ghi danh 948 mô hình mới, tập thể điển hình và 1.744 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Nếu như năm 2016, toàn tỉnh chỉ có 9 mô hình dân vận khéo, thì đến nay gần 3.000 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Mô hình tổ tuyên vận tiếp tục được Đảng Bộ tỉnh duy trì phối hợp nhuần nhuyễn giữa tuyên truyền và vận động, trực tiếp đưa chủ trương đường lối đến với người dân, tạo ra nhận thức mới và sự thay đổi cách làm của từng người dân, từng cộng đồng. Hệ thống các mạng lưới internet rồi là cái mạng xã hội phát triển rộng khắp và nhanh. Vì vậy mà đặt ra cho ngành tuyên giáo những cái đòi hỏi hết sức là quan trọng, là phải tiếp cận. Thế và tuyên giáo là phải đi đầu để mà làm sao tiếp cận được cái cuộc cách mạng này, để làm sao thông tin của mình nó sẽ là kịp thời, chính xác và công khai minh bạch nhất. Bằng sự kết hợp đồng bộ công tác tuyên truyền vận động của các tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể, các cơ quan văn hóa, thông tin tuyên truyền, thông tin đã được đưa đến với người dân một cách nhanh chóng, chính xác, có phản hồi từ cơ sở. Người dân từ chỗ thụ động đón nhận thông tin đã được tham gia, nói lên tiếng nói của chính mình. Đó chính là sự kết hợp tuyệt vời giữa công tác tuyên truyền vận động với công tác giám sát phản biện, tạo nên sự nhất trí cao về nhận thức trong toàn tỉnh. Nhà văn hóa tổ dân phố số 2 thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng vừa mới hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp trong năm 2019 bằng nguồn xã hội hóa. Kinh phí sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị dù nhỏ nhất đều được công khai lên bảng chi tiêu như thế này. Cách làm này không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với bà con mà còn cho thấy chi ủy, tổ dân phố, ban công tác, mặt trận khu dân cư đã có sự giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch trong các khoản chi tiêu. Từ đó, người dân tin tưởng, đồng thuận và có những đóng góp tích cực vì cộng đồng. Ngay như một cuộc vận động thì trước hết cũng là trao đổi với chi bộ, sau đó thì chúng tôi sẽ triển khai đi vận động toàn thể nhân dân và đến thu tất cả các quỹ. Chúng tôi nộp bao giờ cũng thực hiện rất là tốt so với các tổ dân phố, thực hiện cao và thực hiện tốt và được nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Thành phố Lào Cai hiện có 181 công trình, dự án đang triển khai, chưa kể một số công trình mới khởi công. Có rất nhiều ý kiến kiến nghị của người dân xung quanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng và bố trí tái định cư. Từ thực trạng này, Hội đồng Nhân dân thành phố chỉ đạo các tổ đại biểu phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường nắm bắt ý kiến của người dân, chuyển các ngành chức năng và Ủy ban Nhân dân thành phố kịp thời xem xét giải quyết, tổ chức nhiều cuộc đối thoại với người dân trong diện giải phóng mặt bằng để vừa tuyên truyền giải thích, vừa ghi nhận ý kiến của bà con và tổ giám sát cộng đồng với mỗi dự án. Thường trực Hội đồng dân giao cho các ban Hội đồng dân, các tổ đại biểu Hội đồng dân, các đại biểu Hội đồng dân của thành phố là giám sát cái việc giải quyết của các cơ quan chức năng. Từ đầu nhiệm kỳ đến giờ thì thành phố Lào Cai có gần 2.000 ý kiến, 1.910 ý kiến. Thì 1.910 ý kiến đó thì đến nay chúng tôi đã đề nghị các ngành giải quyết thì chỉ còn khoảng 300 ý kiến nữa đang được giải quyết. Thực hiện đề án số 15, các nội dung phối hợp giám sát do hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được triển khai hiệu quả. Trong đó trọng tâm là giám sát đối với lĩnh vực, vấn đề được dư luận xã hội, người dân quan tâm, như triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến kiến nghị của công dân, thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Giai đoạn 2016-2020, thực hiện 195 cuộc giám sát, 42 hội nghị phản biện xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tiến hành 335 hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Tính chung trong toàn tỉnh,
các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể đã tổ chức gần 2.000 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Theo đó, hàng chục nghìn lượt ý kiến liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cũng tăng cường đối thoại với đoàn viên, hội viên của mình. Thông qua tất cả các kênh thông tin đó, Đảng bộ, chính quyền các cấp đã nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, các vấn đề dư luận bức xúc để xem xét, giải quyết, hạn chế để xảy ra điểm nóng hay sự chậm trễ trong công tác chỉ đạo điều hành. Có thể nói rằng là đã được các cấp chính quyền đánh giá, ủng hộ. Thông qua cái giám sát phản biện thì Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã chỉ ra những cái tồn tại và đã có những cái đề xuất để kịp thời khắc phục những cái khiếm khuyết đó, những cái hạn chế đó, và trên cơ sở đó để tạo được một cái sự đồng thuận thống nhất giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân. Đây là phiên tòa xét xử vụ án Khuất Văn Đức, nguyên trưởng ban quản lý chợ Kim Tân thành phố Lào Cai, 18 tháng tù giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong vụ án này, cán bộ, những người vốn được xem là công bậc của dân đã phải chịu sự phán xử của công lý. Phát hiện sai phạm thì phải xử lý, đó là biện pháp duy nhất để củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân, giữ nghiêm kỷ luật đảng, sự nghiêm minh của pháp luật, khuyến khích cán bộ đảng viên, nhân dân bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, tố cáo những cán bộ đảng viên suy thoái, biến chất. Đây cũng là hiệu quả trong triển khai đề án số 18 của tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020. Triển khai thực hiện đề án này, toàn tỉnh ghi nhận số lượng đơn thư tố cáo về tham nhũng tiêu cực của người dân tăng. Nội dung tố cáo không dừng ở việc phản ánh thiếu căn cứ, tố cáo nhiều nơi, mà người dân đã cung cấp được những tài liệu, bằng chứng quan trọng cho cơ quan chức năng để phát hiện, đấu tranh và xử lý tham nhũng vi phạm. Có đơn thư chính danh đối với người đứng đầu về hành vi tham nhũng tiêu cực tại một số cơ quan đơn vị. Đặc biệt, chỉ thị số 51 về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực tham nhũng trong các cơ quan đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng. Chỉ thị 52 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, hay còn gọi là tham nhũng vật, được tỉnh ủy Lào Cai ban hành năm 2019, cho thấy quyết tâm của Đảng bộ trong đấu tranh với tham nhũng tiêu cực, những biểu hiện suy thoái, biến chất, xa rời quần chúng của số ít cán bộ, trong đó có đảng viên. Từ cái việc mà rút rè, tố cáo tham nhũng tiêu cực ấy, là ở cái thiếu bằng chứng căn cứ, thì đến giờ là đã tố cáo theo đúng quy trình, thậm chí là có cả những cái lập luận về pháp lý rất là cao và kiên quyết đấu tranh tham nhũng tiêu cực. Thế rồi qua đây thì chúng ta cũng thấy được là đánh giá được cái lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước trong cái công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 5.869 lượt tổ chức đảng trên 5.000 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 2.812 lượt tổ chức đảng và gần 5.000 đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 4 tổ chức đảng và 560 đảng viên, xử lý 11 cán bộ là người đứng đầu đơn vị để xảy ra tham nhũng lãng phí. Ngành chức năng đã xem xét xử lý 22 vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng. Các cái nội dung mà trong cái cuộc kiểm tra giám sát ấy, là có đưa cái nội dung công tác phòng chống tham nhũng vào trong các cuộc kiểm tra giám sát. Thì cái nội dung ấy là tập trung vào cái công tác kiểm tra giám sát của tỉnh ủy về các lĩnh vực để chỉ đạo. Thứ nhất là liên quan đến các cái lĩnh vực mà nhạy cảm như là thực hiện các đề án của tỉnh ủy. Đấy, trong đó liên quan đến quản lý đất đai, tài sản, tài chính, liên quan đến các cái thực hiện các đề án của tỉnh ủy. Công khai minh bạch thì sẽ làm cho công chức nhà nước có ý thức hơn trong cái việc thực hiện các cái chức trách công vụ của mình theo đúng trình tự thủ tục thẩm quyền mà pháp luật quy định, bởi mọi hành vi vi phạm
phiền hà sách nhiễu hay là lợi dụng chức trách để tư lợi đều có thể bị phạt, bị phát hiện và xử lý. Xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, vi phạm. Đồng thời, các cấp ủy đề cao tinh thần tự soi, tự sửa đối với mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Qua cuộc đấu tranh này đã thắp sáng niềm tin của nhân dân các dân tộc Lào Cai đối với Đảng bộ tỉnh. Các chủ trương, định hướng, mục tiêu phát triển đưa ra trong nhiệm kỳ đều được tuyệt đại bộ phận nhân dân ủng hộ và về đích thành công. Ủy ban nhân dân xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, người phụ nữ này rời nơi giải quyết thủ tục hành chính với vẻ mặt đầy thanh thản và nhẹ nhõm. Nhất là cái thái độ lãnh đạo của từ cấp trên trở xuống, từ bí thư trở xuống đến nhân viên các văn phòng, là cái việc đầu tiên đối đãi với dân là rất là niềm nở. Cái thứ hai là trong cái công tác tất cả các văn phòng mà để mà giải quyết một cái công việc ấy, để cho nó dứt khoát, để đi vào với cái lòng dân mà để cho dân tin, dân mến, thì tôi thấy như thế này là tất cả các anh em ở đây là không biết là từ do sáng tác của bí thư hay của chủ tịch thì tôi không biết. Tuy nhiên mà anh em ấy là lao động, cái thứ nhất là hết mình, thứ hai nữa là niềm nở mà giải quyết công việc nào nó ra đấy. Hôm nay thì bên doanh nghiệp em là làm thủ tục xuất khẩu thanh long ạ. Nhìn chung thì ở trên này thì tất cả các ban ngành, hải quan, biên phòng, giao thông hay là kiểm dịch, các ban ngành là đều tạo điều kiện hết sức cho doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu cũng như là nhập khẩu. Đây chỉ là hai trong vô số những nhận xét đầy thiện cảm của người dân và doanh nghiệp về kết quả của cải cách hành chính. Một trong những nội dung quan trọng trong chủ trương cải cách hành chính trong nhiệm kỳ qua đã được tỉnh ủy chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ ở cả ba cấp tỉnh, huyện và cơ sở. Các cơ quan khối nhà nước cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết 720 thủ tục hành chính, cắt giảm hơn 135.000 lượt hồ sơ, tiết kiệm chi phí trên 70 tỷ đồng. 100% thủ tục hành chính được công bố đã đăng tải trên cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh. Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn đạt gần 97%. Tính đồng bộ toàn diện trong chủ trương cải cách hành chính theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh là cải cách hành chính gắn liền với cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Là tỉnh đầu tiên của cả nước thực hiện hợp nhất Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông Vận tải Xây dựng. Đây là việc làm chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, bộ máy nhanh chóng vận hành ổn định, khắc phục được những bất cập, chồng chéo do có chức năng nhiệm vụ tương đồng. Theo tính toán, giao dịch tại Sở Giao thông Vận tải Xây dựng chiếm khoảng 57% tổng số giao dịch hành chính công của toàn tỉnh. Tinh thần làm việc của công chức, việc giải quyết thủ tục một cách khoa học, chặt chẽ được người dân và doanh nghiệp đánh giá tốt. Bố trí con người cho đúng người, đúng việc, đúng cái năng lực chuyên môn và có sự đồng thuận rất cao của tập thể cán bộ công nhân viên chức trong cả hai ngành. Thì từ đó là các cái phòng thì nó không chức chồng chéo về chức năng nhiệm vụ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái năng lực thì phát huy được cái năng lực sở trường của từng cán bộ chuyên môn. Sắp xếp khoa học của trong đơn vị làm việc rất là tốt, các đồng chí giao dịch viên cũng như các cán bộ làm việc tiếp đón rất là chú đáo và làm việc rất khoa học và nhanh chóng. Hợp nhất Sở Giao thông Vận tải Xây dựng, thành lập thị xã Sapa, giảm 231 đầu mối, thực hiện cơ chế tự chủ đối với 315 cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội. Những con số này cho thấy sự quyết liệt, quyết tâm của tỉnh nhằm xây dựng một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Chưa bao giờ việc giải quyết các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân lại dễ dàng và thuận tiện như bây giờ. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển các phần mềm dùng chung, dịch vụ công trực tuyến, đã tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh tỉnh Lào Cai, đã tạo ra một môi trường Lào Cai đầy năng động cho mọi người dân và doanh nghiệp phát huy nội lực, đồng thời thu hút được hàng nghìn tỷ đồng đầu tư từ ngoài địa bàn tham gia thực hiện các chương trình phát triển của Lào Cai. Từ chủ trương đúng và trúng, các vấn đề trong chương trình công tác trọng tâm toàn khóa về xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đã tạo ra sự chuyển động mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị
và sự đoàn kết thống nhất các dân tộc toàn tỉnh. Đây chính là điều kiện tiên quyết để Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 15 đã hoàn thành vẻ vang các nhiệm vụ đặt ra với những thành tựu to lớn và tự hào. Đây là sự kế thừa truyền thống năng động của Đảng bộ từ nhiều nhiệm kỳ trước, kết tinh quyết tâm đổi mới, trí tuệ sáng tạo của gần 49.000 đảng viên và hơn 800.000 người dân vì mục tiêu chung đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Bắc và tỉnh phát triển khá của vùng Trung Du miền núi phía Bắc.